Hello anh em. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn anh em lắp cái két đi bay cho laptop. Két đi bay là gì? Két đi bay là một cái thiết bị giúp mình có thể gắn cái ổ cứng thứ hai cho cái laptop của mình, thay thế cho cái ổ quang. Cái ổ quang bây giờ không có tác dụng nữa. Second HDD cách đi gắn cái ổ cứng vào đây. Bên đây mình có ổ cứng thì mình sử dụng cái cách đi bay trong cái trường hợp nào khi mà các bạn nâng cấp cái HDD cho laptop, các bạn sẽ dư ra cái ổ cứng như đây. Sau khi mình nâng cấp cái HDD cho một cái laptop thì những cái dòng máy trước đây nó không có NVMe, không có mSATA, không có m2SATA gì đó, thì khi mà mình lấy cái SSD này nè, nâng cấp thay cho cái ổ cứng, thì cái SSD của mình nó chiếm cái khe rồi. Mà thường thì laptop nó chỉ có một cái khe ổ cứng thôi, hiếm lắm mới có dòng có hai khe ổ cứng các bạn. Gần như là laptop nào cũng chỉ có một cái khe ổ cứng thôi. Mình lấy rồi, mình lắp cái SSD rồi. Bây giờ mình sẽ dư ra một cái ổ cứng. Khi dư ra cái ổ cứng như vậy, mình muốn gắn vào để xài cho laptop luôn, chứ không có dùng cái HDD box. HDD box thì cổng USB đem tới đem lui nó hơi bất tiện. Mỗi lần muốn dùng phải gắn vào rồi không sử dụng nữa thì lấy ra nó hơi bất tiện. Vậy thì cái SSD nâng cấp xong, dư ổ cứng làm sao gắn lại? Đa phần những cái dòng máy mà không có m2SATA, không có mSATA thì nó thường sẽ có một cái khe ổ quang nữa. Mình sẽ có cái khe ổ quang. Ổ quang hay mình gọi là DVD, OCD gì đó. Đây. Vậy thì mình mua cái két đi dài, mình gắn cái ổ cứng vô, mình gắn vô cho ổ quang. Mọi chuyện nó gắn vào thì nó đơn giản rồi. Nhưng tại sao mình phải làm một cái clip riêng? Lý do rất là đơn giản như thế này nè các bạn. Các bạn quan sát cái két đi khi mình mua dài. Một số thì nó có cái nắp chặn phía trước này cho mình, một số thì không có, rồi đa phần là không có đâu. Này, nó chỉ như thế này đơn giản thôi. Các bạn quan sát cái mặt trước, các bạn thấy khác nhau như thế nào đây? Các bạn thấy phía trước này nó không có liền với cái vỏ đâu. Cái vỏ của laptop á, gắn vào nó rất là kỳ. Phía sau thường nó sẽ không có cái móc khóa, cái móc để mà các bạn bắt ốc vào trong cái laptop á. Này nếu mà các bạn không có gắn cái móc này, không bắt ốc lại thì các bạn xách laptop tới luôn mai mốt nó bị rớt. Lấy ví dụ như thế này, giả sử con laptop nè, nếu mà các bạn cái khe ổ CD của nó các bạn gắn vào, các bạn thấy nó vừa đẹp, và khi các bạn bắt con ốc lại thì nó sẽ chắc chắn. Nếu mà các bạn xách tới xách lui mà thế này nè, lâu ngày đem mở ra mở vô không có bắt con ốc, rớt hơi gỗ cứng nha, kiểu như thế này. Bên đây thì lại xấu đó. Nếu mà gắn cái nắp nó cho kèm theo thì che đi được thôi, nhưng mà nó vẫn không đẹp. Cái nắp nó cho kèm theo bây giờ vẫn rất là mất thẩm mỹ. Vậy thì trong cái clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cách để gắn cho nó chuẩn, không có bị xấu đi. Rồi, ngoài ra còn một lưu ý anh em nữa là khi anh em mua két đi thì nó có hai chuẩn nha. Két đi của anh em khi mua sẽ có hai chuẩn.
Gọi dễ hiểu là dày và mỏng á. Dày và mỏng, cái dày cái mỏng nè. Nếu mà anh em lựa chọn mua online thì nó sẽ có cái lựa chọn cho anh em là 9 ly và 12 ly, 9 mm đó, gọi là 9 ly và 12 mm gọi là 12 ly. Đây. Đây ha. Thì mình sẽ đo cho anh em xem. À. 9 mm. Đây. À, 12 ly. À. Thì nói chung là mình phân biệt nó là dày mỏng thôi. Thằng dày hơn thằng mỏng hơn. Mấy đời cũ thường dày, mấy đời mới thường mỏng. Vì trước khi mua mình phải coi của mình là nó thuộc vô loại nào. Thì như bóc cái ổ quang ra mà thấy nó dày thì xài loại dày. À, bóc ổ quang ra mà thấy nó mỏng thì mình xài loại mỏng. Này thì đây giờ xài loại dày ha. Không nhất thiết phải đo, mình quan sát bằng mắt thường được. Ổ cứng thì nó cũng có dày mỏng, nhưng mà gắn vào khét đi thì không quan trọng chuyện dày mỏng. Giờ mình sẽ gắn cái ổ cứng vào cái khét đi trước mà. Anh em không có đè xuống kéo vô ha. Mình đẩy ngay, mình đẩy cái phần đầu nó vô nè. Mình đè xuống nó dễ bị hư cái đĩa ha. Đây. Thông thường á, khi mua nó sẽ cho kèm một cái vít này á, thì một số dòng nó thiết kế mình nhét vô đây được, nó cứng lại, nhưng mà cái loại này nó không nhét được rồi, không nhét được. Mình sẽ bắt ốc lại thôi. Đây, loại này nó kèm ốc cho mình thì mình bắt nó lại thôi. 4 con ốc thì tốt nhất là bắt đủ cả 4 con. Còn nếu mà thiết kiệm thì chỉ cần bắt 2 con ở đầu, 2 con ở cuối. À, 2 con ở đầu, 1 con ở cuối là cái đầu SATA nè. À. Cho 4 con bắt đủ luôn đi. Đó. Nếu mà gì thì mình gắn vào nó vẫn nhận nè, bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết. Rồi, nhưng mà cái trường hợp này là mình sẽ lắp cho nó chuẩn. Đầu tiên các bạn sẽ thay cái móc khóa này nè, thay qua. Bây giờ tới cái phần phía trước của cái két đi. Mình sẽ lấy nó ra. Dùng cái que chọt sim. Để đẩy cái phần này ra.
giờ mình sẽ mở cái ổ CD cũ ra, dùng cái que chọt sim. Nó cứng lại đừng có cố kéo ha. Chọt nó vô trong cái đúng cái công tắc của nó sẽ đẩy văng ra thôi. Này, bây giờ mình sẽ lấy cái nắp phía trước ra. Các bạn để ý nè, nó sẽ có cái móc dẹp ngay chỗ này. Này, mình dùng cái đầu cái vít tròn nè, đè xuống mình kéo ra, kéo đại nó gãy cái này cái là nó không. Giờ mình sẽ đẩy này ra, bên đây nó còn cái móc này đó, đó. Yeah. Mình lấy hết mấy cái móc này ra thì nó mới không bị gãy. Mình giật đại nó gãy hết là mai mốt nó bung ra tùm lum. Trong quá trình xài nó rớt cái nắp nữa, thì đâu có gì đâu giữ lại. Nếu mà muốn chắc ăn hơn nữa thì cái phần này nó cũng che đi. Mình có thể dùng một miếng băng dính cái nhẹ lên đây. Giờ anh thấy nè, mình nhắn lại. Rất là chắc chắn, đẹp nữa. Rồi, clip hôm nay đến đây là xong rồi. Hôm nay em xem, nếu mà thấy kết cho mình thì có thể like, share và subscribe kênh của mình. Cảm ơn anh em.